Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác 3 bộ dàn đời cao hàng VIP nhé. 2 bộ Panasonic. Đây, bộ Panasonic này. 1 bộ Onkyo U1. Rồi, 1 bộ rất là VIP luôn. Rồi, em sẽ đi chi tiết và báo giá từng món một cho các bác nhé. Rồi, đầu tiên là bộ số 1 Panasonic 905 DVD nhé. Dòng này thì mới biết là dòng đời cao nhất rồi. Đặc biệt nó có một cái siêu chép trên trên nhé, trông như mấy cái dòng bim đúc. Đó. Mặt phay chạy CD 5 đĩa các bác nhé. Em đang ghép từ TV xuống này. Chạy CD chạy ok hết các bác nhá. Chạy 5 đĩa. Mặt phay loa này, có một cái mic kiểu thạch anh và một siêu chép trên đó, tiếng hay lắm. Loa liếc còn đẹp, tất cả lưới liếc đầy đủ nhá. Này lưới nút đầy đủ. Cách đây vài bữa thì em có bán một cái bộ mà nhưng mà nó không chạy CD và nó cũng lưới gãy. Chuyển qua chế độ DVD và CD nhá, chạy cả DVD luôn các nhá. Chạy tốt lắm. Đấy, hiện tại đang lắp đinh. Đó. Chạy rất tốt luôn. Còn chuyển sang chế độ DVD. Rồi, cái dòng này thì em cũng sẽ tặng các bác một khiển học nhé. Một cái khiển học. Không biết cái khiển em vứt đâu. Em sẽ tặng các bác một cái khiển học thôi nhé. Chuyển OX thì chuyển đây. Có tuner AM OX. Số 1 này em bán cho bác 2,2 triệu bao gồm em tặng các bác một khiển học nữa nhá. 2,2 triệu. Bộ này hiếm lắm nhá, rất là hiếm luôn. Đẹp nữa. Rồi sang tiếp theo sang bộ số 2. Lại tiếp tục một bộ VIP. Một bộ VIP nhá. Bộ VIP của hãng. Bộ này thì cũng như giống cái bữa trước em có một cái bộ em bán rồi, nó cũng bên họ cũng ghép kiểu cục thì PM80, loa thì PM70. Tóm lại là cái cục này thì chuyên ghép cái loa này nhá, là đúng đời luôn. Điều hay luôn. Tay em đang bắt Bluetooth, con này thì có Bluetooth này, có USB này. Đấy, có CD chạy tốt này. Và có OX nha các bác nhá. Nói thật theo em mà chơi, các bạn nào chơi mà thiên về bát mạnh ấy, thì đúng không có bộ nào mà nó qua được cái dòng PMX này. PMX lên 80, 70, 80 này, lên 90 rất là hay luôn. Bao phê một cái bát 16 luôn ấy. Bát khoảng bát 15 thôi. Nhưng mà to, có mic có chép luôn, đánh phê lắm. Nhiều mơ ước. Lưới đủ nhá. Nay anh trở về bên dòng sông La. Con đò vẫn miên
Loa clip đẹp hết nha. Tiếng rất là hay luôn, tiếng này hay lắm. Bác mà chơi qua dòng này biết nhé. P mấy 80. Tưới đủ đẹp, chạy full chức năng luôn ạ. Đang bắt Bluetooth từ điện thoại này. Listerine giảm mặn bám tốt hơn gấp 5 lần so với chải răng. Khoan miệng xà toàn diện với Listerine, mua ngay. Tiếng hay không? Chuyển qua chế độ CD cho các bác coi nhé. USB đi. Đấy, bắt rất tốt luôn. Đánh phê lắm, có chỉnh bắt chép cái này, nó có chỉnh bắt chép như Wembley luôn nhé. Rồi, bắt chép BC. Con này có cổng USB BC không nhá? USB BC luôn. CD được tốt. Rồi full chức năng luôn các bác nhé. Đó. Rồi bộ dàn P mấy 80 này, bên em đang bán giá 3,5 triệu các bác nhá. Chạy full chức năng, chạy USB. Rồi có cổng USB BC để các bác cắm trực tiếp máy tính vào làm song cạc. Có CD chạy tốt này, có chỉnh bắt chước trên máy này, có Bluetooth nhá, có cả Bluetooth luôn. 3,5 triệu. Rồi sang bộ số 3. Bộ số 3 là bộ Onkyo U1 các bác nhá. Bộ này rất đẹp luôn, bộ này có USB này, có CD, có OX. Đấy em gặp cái đầu này cắm trực tiếp iPhone vào được này. Tiếng hay lắm. Bộ này cũng em muốn tặng cho bác một cái khiển học nhá. Nếu biết rằng chúng ta nơi xa rời, chắc em sẽ chẳng vấn vương thêm anh để làm chi. Loa bên dưới là một vân gỗ, trên là một trắng. Đó, OX có luôn. Chuyển qua chế độ